Lê Hồng Kỳ. Vâng. Ông này giống tên ông giám đốc Mobile Phone Thành phố Hồ Chí Minh. À, giám đốc. Vâng. Ông có một đứa con trai béo ý từ lúc về. Và thằng đấy nó suốt ngày nằm ngồi trong nhà không chơi với anh. Đấy. Còn bà vợ thì bị tai nạn liệt giường 10 năm trời chưa cả Mỹ không đi được. Ông gặp thầy. Thầy mới bảo là tại vì ông mua quá nhiều đất trên cái lãnh thổ đất của ông ấy, có cả cốt đó, nên người ta hành gia đình ông. À, thầy mới đến nhà thầy giải cho, thầy là tôi giải cái vợ ông đi ngay. Đến nhà giải pháp bà vợ đứng nhận đi luôn, 10 năm không đi. Còn thầy con ông thì bây giờ lại sang Úc rồi, mà nó không bị tự kỷ nữa, thầy là sang Úc học, nhà làm đầu bếp rồi. Ông ấy vẫn làm giám đốc mua iPhone nữa. Cũng Lê Hồng Kỳ. À, vâng. Anh thì làm nghề gì? Đại học kiến trúc, học khoa xây dựng, làm xây dựng. Làm bên Hùng, nói bạn thầy báo công ở trên này. Cũng lên xuống thì... Anh làm ở trên bên Hùng xây dựng trên này không? Khu di tích lịch sử. Cơ quan hiện là đang làm gần 20 năm rồi. Nhà ông con gái ông bí thư Phú Thọ nhà hàng xóm này hả? Ông chức canh. Vừa phá đội giáo viên thôi nhà ông tặng. Vừa cụ vừa lên nói chuyện xong, nhà viên giáo viên thì họ mạnh thật. Nên là làm quan đúng. Vừa cũng cách đây mấy hôm. Chuyên xây công trường tâm linh. Dạ. Là bàn dự án xây dựng. Thích gì? Dạ, thầy viên rồi. Anh là cung Phúc Đức là xấu lắm. Cung Phúc Đức là thiên lương đã hãm rồi, đã xấu rồi. Tu chưa đủ rồi lại gặp điện không điện tiếp. Và ông cần đến cung Phúc Đức. Thì cung quan trọng nhất là phần Phúc Đức thì mình sống. Không gặp may. Trong khi bệnh có thể làm được tiến sĩ thì thiên cơ trị môn là có hóa khoa. Bệnh tốt như thế này mà lại bị quả Phúc Đức xấu như thế này thì hơi tiếc. Nên là gọi là số không gặp thời, không gặp may. Hiện tài thì 80 thất thường được thiên đồng. Đắc địa như lại nó hơi thất thường chút. Nó không được thật động, cũng biết xấu. Nô bọc thì cũng không tốt lắm, hay gặp những người tham lam và hay giành giật của mình. Nhân Trinh và Ngọc Tuần là tham lam. Vợ chồng thì lại có cô phần quả túi. Cũng cả phục binh, cả phục vững bật, chắc chắn chạy yên ả gì. Được cái một khúc con đẹp. Con một khúc kiên cục. Sau này chắc chắn là con cái sẽ có tiền tặng. Nhưng Phúc Đức mà xấu như này mà đẻ con trai thì cũng nên lo cho nó nhé. Con trai, Phúc Đức ảnh hưởng đến tất cả con trai. Sau này có điều kiện đi xem tử vi cho con trai. Xem nó có bị đen như mình không. Nó mà cũng Phúc Đức nó giống mình nữa thì hỏng luôn đấy. Bởi vì có thể cung Phúc Đức nhà anh như thế này đã xấu như thế này, nhưng có ai đấy đã cải tạo nó trong thời gian anh sinh ra rồi, trong 52 năm rồi. Thì nó sẽ thể hiện trong lá số con cái anh nó tốt lên. Nếu mà chưa có cái sự dịch chuyển gì cả thì nó vẫn xấu như thế này, thì con anh nó cũng sẽ giống anh. Nhưng mà số thì tốt, thông minh, giỏi giang nhưng mà không là mạnh. Tôi là mời thầy cái gì? Thầy khác là dành đấy. Dành giật mắt. Dành giật Nghiêm Trinh và Gặp Tuần ấy, nó thành tích kỷ nhỏ nhen. Đi với đại hao nữa là vay không giả. Chiếm đoạt tiền mình, lợi dụng tiền tài của mình. Anh chỉ có số là quân sư thôi, thiên cơ với thủy môn, tài đa cấp quân sư đó. Sang năm là sang vận mới đấy. Vận sau là rơi đúng cung bộc của anh, cung xấu đấy. Từ năm 53 ra rơi vào Liêm Trinh Gặp Tuần, lại có đại hao hỏa tinh. Dễ cháy mất tiền, ném cháy mất nhà, mất tiền bạc. Thì vận sau ấy thì con anh phát thôi chứ anh thì không phát. Từ năm 53 ra con tốt thì bố không tốt. Bởi vì bị kình đà hỏa linh không kiếp đều chiếu vào cung đấy luôn. Thì dương tam hợp, hỏa tinh đóng đây rồi này, linh tinh này, thì không nhận kiếp bị hợp này. Nhưng gọi là kình đà hỏa linh không kiếp chiếu cung nào là bại cung này, cung này thì cung bại. Mà năm nay mình 52 tuổi thế này, sang năm nó rơi vào 53 bắt đầu sẽ bại. Xin dừng tay.
Tôi sinh mùng 9 tháng 10 tháng 18 tháng 8 nhưng vào 11 tháng 12 rồi lên âm thì lại sang ngày 10 đấy. Sang ngày 19 đấy. Sau 11 giờ đêm nó là giờ tí ngày 19. Nên là đối với những năm xấu thì mình phải làm gì? Rút về tu tập thôi. Anh có điều kiện tu tập tốt với gần các vua hùng. Xây đến đấy có thấy mộ các vua hùng đấy không? Làm việc này không có. Không dám này. Mộ vua hùng không có tiền phí họ. Phải họ cũng không dám trả lời. Thầy nói luôn là không có. Không bao giờ người ta đặt bàn thờ ở nơi các vua hùng, không bao giờ đặt bàn thờ cái nơi mà thờ mộ các vua hùng giấu cực kỳ. Không là bọn Trung Quốc nó sang nó đào mã tổ mình thì mất nước lâu rồi. Thầy hỏi không ra được. Không bao giờ người ta công khai mã tổ ở đâu, để các vua hùng cũng trả dại gì mà công khai để Trung Quốc nó đào mộ, đúng không? Nghìn năm, hơn nghìn năm đô hộ mà không lấy được nước mình chứng tỏ là các vua hùng rất linh thiêng và đang ở đâu đấy. Nhưng mà tại sao mỗi ông vua hùng sợ thọ 150 tuổi? 18 đời vua hùng. Chia ra mấy nghìn năm. Thì ra cũng không dám trả lại này. Trong kinh sách thì ghi có 18 đời vua hùng nhưng mà thời gian thì lâu lâu quá. Thế là chính xác là khoảng 104 vua hùng. Anh làm cái này chắc là phải nghiên cứu văn hóa sâu sắc lắm. Thầy là mẹ thầy họ Lê. Thầy ở trên sinh ra ở trong cái đền và thờ ông A Vũ Huy là một trong 18 tướng của Lê Lợi. Ông Lê Lợi thì ra Hồ Hoàn Kiếm để mượn kiếm. Đánh trận xong thì trả kiếm lại ở Hồ Hoàn Kiếm. Anh là Lê gốc ở đâu? Gốc Quảng Bình. Mẹ thì ở Hải Hậu Nam Định. Bố ở Đồng Hới Quảng Bình. Giờ lập nghiệp ở Việt Trì này. Các cụ lập nghiệp Việt Trì. Hiện giờ đất bố mẹ ở Việt Trì. Hiện giờ là hỏi anh nhiều về văn hóa tâm linh nhiều. Anh cũng không nước xấu, anh muốn sửa nó để tìm gốc và xem các mộ từ mộ số 1 đến mộ số 5, các cụ số 5 của anh đang ở đâu. Có là quy tập rồi, trong giờ đấy là quy tập anh làm cũng đã góp công góp của anh làm được đấy, có nghĩa là anh sửa số mệnh của anh, góp công góp của rồi mấy năm rồi, năm sáu năm. Anh là người mệnh tốt thân tốt nhưng phúc đức hãm, anh quy tập được cái phần mộ đấy, tìm hết dòng đấy chính là cái cải mệnh tốt nhất trong lá số này, quy tập và đóng góp công sức tốt. Chậu đá phải chóng luôn á. Chậu đá đánh ăn lương vương. Trong truyền thuyết ông ấy là cháu ông luôn. Ăn lương vương chính là thủy tinh. Sơn tinh thủy tinh. Trong truyền thuyết người này này. Dám đánh. Xây dựng cho nên là về văn hóa cũng tham khảo chứ không phải là nhà chính văn hóa chính thì xây dựng
những quân viên ở những sân lễ hội hôm nay lên đấy, sân khấu và sân lễ hội đấy. Xây dựng chỗ nào thì thuộc vật lịch sử đây, tham khảo thêm. Nhưng tại sao văn sử Việt Nam nó ghi là các đời là Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần, Triệu, Triệu Đại. À, ở Hà Tây ấy, có làng Bình Đà, có làng Cự Đà. Cự Đà là ngày xưa chống lại Triệu Đà. Bình Đà là sau khi mà Triệu Đà thôn Vĩnh xong, đặt cái làng đó là Bình Đà cổ. Triệu Đà là cháu của. Khi mà vua Hùng thứ 18 mới có cô Mỹ Nương, muốn gả thì cả Sơn Tinh cả Thủy Tinh đều tránh nhau. Và Sơn Tinh gả Sơn Tinh thì Thủy Tinh tức quá mới dâng lên đánh. Đấy, đánh không được bởi vì Sơn Tinh cứ dâng cao hơn. Cuối cùng không được thì mang đánh lấy ngôi vua Hùng luôn. Thì An Dương Vương mới không tính lấy được. Sau đời thứ 18 thì đến được An Dương Vương. An Dương Vương thì lại bị Triệu Đà đánh lấy. À, An Dương Vương là sau khi mà đánh quân phía Bắc không được ấy, thì có một thần Kim Quy nổi lên và cho một cái bóng rùa lắp một cái nõ thần đấy. Cái nõ thần ấy bắn một phát chết hàng nghìn quân. Và cái ông sản xuất nõ thần đấy là họ ông tổ họ Cao này, tên là Cao Lỗ. Sau khi mà Triệu Đà không biết làm thế nào mà lấy được thành Cổ Loa thì mới sai cho con sai con trai sang để gả lấy công chúa. Lấy Mỹ Châu. Mỹ Châu, Trọng Thủy sang. Thì Trọng Thủy mới nhờ Mỹ Châu mà đổi được cái nõ thần, lấy cái lẫy thần đấy, cái bóng rùa đấy. Để đánh cháo đi. Thì trước khi mà chàng ta về ấy, mới hỏi Trọng Thủy về, mới nói với Mỹ Châu rằng là nếu mà ta về nước, nếu mà có giặc thì nàng sẽ làm sao ta tìm được nàng. Bởi vì ông ấy biết là chắc chắn là Triệu Đà sẽ đánh. Bảo là nàng có một cái áo lông ngỗng này thì đâu thì sẽ thả ra đây. Thế là khi mà quân giặc đến thì ông An Dương Vương thì không nghĩa là lâu nay là bỏ bẵng đi, nhưng là không sợ lắm, nghĩ là có cứ nó thần rồi, ý vào nó thần nên không chuẩn bị quân lính phòng bị, thế nó kéo đến dân thành thì nó không bắn được, nó đánh cho đánh để ông chạy về phía miền Trung bằng ngựa. Ông ấy đi con gái đi cùng, con gái đi đâu cứ lúc nào thả như thế. Chính vì thế nó mới tìm được ông An Dương Vương, nó đuổi ra sau đít, không chạy được thì giặc ở đâu là giặc ngay đằng sau. Lúc đấy mới hỏi thần Kim Quy ấy là giặc đang ở đâu thì có giặc ngay đằng sau nhà ngươi chứ đâu, thì ông rút kiếm chém chết cô ấy luôn. Mỹ Châu. Và Trọng Thủy thì đến thấy Mỹ Châu chết rồi, Trọng Thủy cũng nhảy xuống giếng chết luôn. Nhảy giếng của Đông Anh. Đông Anh. Đấy, thì trong thì cái sự tích đấy thì trong miền Trung ấy người ta có thờ An Dương Vương. Còn cái giếng đấy ở Cổ Loa. Ngày xưa mà đường rồi thành như thế mà lại xa. Nước mình đây là thầy xem tử vi cho cá nhân. Thì mình có phát hay không là do cung phụng đức của mình. Vâng. Những cái đất nước này nó phát hay không do cung phụng đức của cái đất nước này. Cung phụng đức của người đứng đầu. Cung phụng đức của đất nước này không? Không phải của người. Phải là ông tổ người Việt. Ông tổ chứ. Tổ tiên của người Việt ở đâu? Nên Bác Hồ có nói là các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, thì Bác Hồ nói là tổ tiên của mình là các vua hùng. Các đời vua hùng đấy chính là các đời tổ của mình. Các vị có tốt hay không thì đất nước mình phát được hưng thịnh được. Ông này đi xây mộ vua Hùng, đi xây nơi thờ vua Hùng, không xây mộ mà xây nước nơi thờ. Còn ông này xây mà không tốt thì quân viên dưới phải quân viên dưới mà làm tốt thì làm sao phát được? Làm quản lý này. Thầy lại có một giấy mời năm nay ở đấy, vừa nhận lúc sáng xong. Có đi không này? Lễ hội. Vâng. Đầu năm thầy đã lên rồi. Vâng. Này khai trang thì mình khai trang lên. Thôi thì nhắc anh thế thôi. Đa số tử vi này quan tâm các cụ. Xin hỏi thầy một số cái
nghĩa là răng ở số con trai. À, cụm từ Tức Anh thì hai con gái, sau âm Vũ Húc này, Thiên Phủ này, nhưng mà đóng một cung Dương Hỏa, nghĩa là anh cố gắng sẽ có con trai. Có là năm nay là vợ mấy rồi? Vợ năm 73. Vợ mấy rồi? Có một vợ. À, mấy một vợ. Nhưng mà năm nay sinh thì cũng có cái sang nặng thai hay như nào đấy. Bây giờ nếu là năm nay. Bây giờ thầy hỏi năm mấy đứa con rồi? Cả hai đứa. Hai gái rồi đúng không? Rồi. Đứa thứ ba cũng cử có trai rồi. Có trước đứa hai em gái là có con trai không? Tháng thứ 9 là sinh thì thai khỏe hay tốt thì ok, tốt cũng được. Rồi. Cái năm nay là rơi vào đúng cái sao Thiên Hỷ, chắc chắn con trai. Năm nay có. Sinh năm nay sang năm. Năm nay luôn. Có bầu năm nay. Sinh ra năm nay. Sang năm là sang năm có được. Có bầu năm nay, sinh năm nào có được. Thầy thấy sinh trong năm nay luôn này. Năm nay có nặng thai không? Không. Không được. Vâng. Đây cháu đây. Cái phần mộ rồi, tất nhiên. À, phần mộ thì thầy phải triệu hồn họ lên. Yeah. Còn về mặt tâm linh ấy, yeah. Còn về thầy nói về mặt tâm linh, yeah, là các cụ nhà mình không được mạnh đâu. Bởi vì sao vong thần đóng đấy là chắc chắn là gia tiên bị phần âm người ta quấy quả. Yeah. Còn yeah, trong gia đình là út, nhưng mà anh trai trưởng lại không ở đất bố mẹ lập nghiệp, đất đây đất lập nghiệp. À. Thì mình đang chiếm trưởng luôn. Út ở đấy được không? Được. Ở lâu dài được. Hay phải chuyển cho khác. Anh nhìn thế này, anh này được phụ mẫu giúp đỡ này, không đức giúp đỡ này, thì anh kề cận các cụ này. Tức là ở đất bố mẹ được. Thế vừa rồi là chưa thống nhất, nhưng mà là bố đẻ con đã mất rồi. Không biết là có đồng ý cho cái đất đấy cho con. Qua hôn lấy nói. Và cái dâng tiền vàng quần áo là ở dưới các cụ mới nhận. Lâu nay hả? Vâng. Cái đấy cũng gọi lên hỏi luôn. Ngày rằm mùng 1 thì nhà thì cúng tiền âm à tiền dương đây, nhưng mà có cần phải tiền âm nữa không? Sao lại cúng tiền dương? Tiền dương cho ai? Chứ cúng cho mình à? Đúng, tức là hay đặt lễ hay đặt tiền. Cúng tiền âm đốt mới được nhận được. Đây thầy cúng phỏ độ gia tiên, thầy gọi hồn hàng nghìn người vong linh lên hỏi có nhận được tiền âm không? Toàn bảo nhận được. Thầy vẫn đốt mạng. Mình hỏi con về lấy con gái lớn rồi nó học dinh dưỡng của trường đại học về điều dưỡng công nghệ đấy, nó chọn đấy có được không? Được, không con của anh có sao thiên trù nên là nấu làm về ăn uống các thứ điều dưỡng được. Còn điều thứ hai nó sinh năm 2 này mà là nó chọn nghề gì học mà nên học với ngân hàng. À, sau thứ hai học ngân hàng. Nhưng về già là vợ chồng thì hai đứa con gái không? Có. Có. Trong số này cũng con rất sáng. Nhưng ở nên là ở lớn hay đứa bé? À, cái việc đấy thì không phân biệt được trong một lá số. Không đó. Thì cái ngân hàng là sinh năm 2000 lấy chồng rồi. Thầy cũng không bao giờ nói trả lời những câu đấy. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái lá số của nó. Vâng. Hiểu không? Vâng. Có lá số rồi hỏi tuổi chồng là gì thầy cũng không trả lời. Đấy, bởi vì nó liên quan đến ngày tháng năm sinh giờ sinh nữa. Thế mới hỏi thầy là một ngày xây dựng mình có hợp không? Không. Thế tôi đang làm phép thêm một nghề bảo hiểm nhân thọ của bảo hiểm. Được. Cái nghề đấy. Số ông là số đi quân sư cho người khác, chứ không là số đi tư vấn. Đúng rồi. Xây dựng thì làm tư vấn xây dựng thì được. Chứ làm bằng tay không được. Số ông là nói kiếm tiền chứ không phải là dùng tay kiếm tiền. Vợ là dược sĩ ở bệnh viện. Được. Em 73. Vợ thì có hoa khoa hoa quyền này, chắc là hoành tráng hơn đâu. Rất là giả. Lắm như nhiều kế. Mà vẫn đấy, vẫn nhiều kiện, chồng vẫn nhiều kiện. Thế mình phải dùng rất nhiều kiện chứ. Ý thầy nói là cô là người mạnh mẽ, về hoa quyền nó cũng thế. Vâng. Nên là mình là người rất nể vợ. Vâng. Nói sợ vợ thì có mọi người cười cho, thầy nhắm nói nẻ. Vâng. Đã, câu nói thì mình sẽ trả lời thôi, mình chỉ muốn nói phần âm thôi. Hôm nào mà mời các cụ lên thầy hỏi cho. Vâng. Nhá, bạn bảo cả nhà đến nữa thì xem ý của ông thế nào. Ông nói cho ông nhập lên, ông nói cho con cháu. Vâng. Hôm nay cầm về. Cầm về thôi. Thầy sẽ gửi cho cái file ghi âm bây giờ. Vâng. Vâng. Cảm ơn thầy.